VinFast VF E34 chính thức được ra mắt. VinFast VF E34 là tên gọi khác của mẫu xe điện VF31 được VinFast giới thiệu vào cuối tháng 1 năm 2021. Xe được xếp vào nhóm crossover hạng C, chung phân khúc với các mẫu xe như Hyundai Tucson, Honda CR-V, Mazda CX-5. Kích thước VinFast VF E34 ngang ngửa với các dòng SUV, CUV 5 chỗ hạng B như Kia Seltos, Hyundai Kona, Toyota Corolla Cross và Peugeot 2008. Trong đó, VinFast VF E34 tương đương Seltos, nhỉnh hơn Kona, kém hơn Corolla Cross một chút về trục cơ sở và chiều dài tổng thể. Kích thước này giúp VinFast VF E34 có thể vận hành linh hoạt, dễ dàng luồn lách trong phố. VinFast VF E34 có kích thước chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.300mm x 1.793mm x 1.613mm, chiều dài cơ sở 2.610mm, khoảng sáng gầm xe 180/140. VinFast VF E34 2021 được trang bị đèn trước LED, có tính năng tự động bật tắt, tự động điều chỉnh pha, cốt, đèn xương công nghệ LED với kiểu dáng mắt híp ấn tượng. Đèn hậu cũng sử dụng LED cùng phong cách thiết kế như các mẫu xe VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0. Hệ thống gương chiếu hậu VinFast VF E34 được trang bị đầy đủ các tính năng chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ trên gương. Hệ thống kính điều chỉnh điện có cửa sổ màu đen nhằm tăng cao sự riêng tư. VinFast VF E34 được sử dụng la răng 18 inch, hợp kim alloy, lốp summer. Nhà sản xuất trang bị sẵn bộ vá lốp theo xe, khách hàng có thể mua thêm lốp dự phòng nếu muốn. VinFast VF E34 có 8 màu: trắng, bạc, xám, xanh dương, xanh lá, đỏ, nâu, đen. Vô lăng VinFast VF E34 2021 thiết kế 3 chấu bọc da, tích hợp đầy đủ các nút điều khiển, cụm đồng hồ phía sau cho cảm giác rất hiện đại khi sử dụng màn hình TFT 7 inch. Xe có đầy đủ các tính năng như chìa khóa thông minh, gương chiếu hậu chống chói tự động. Hệ thống ghế ngồi của VinFast VF E34 được bọc da toàn bộ, ghế lái và ghế phụ chỉnh cơ 6 hướng, hàng ghế sau gập 6-4, có tính năng điều khiển điện. Về hệ thống giải trí, VinFast VF E34 được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch, âm thanh 6 loa, xe hỗ trợ đầy đủ các kết nối như Bluetooth, Wi-Fi, kết nối điện thoại qua Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó, VinFast VF E34 còn được trang bị trợ lý ảo tiếng Việt VV. Trợ lý ảo này có khả năng nhận diện tiếng Việt chính xác lên tới 98% đối với nhóm từ phổ thông, tỷ lệ lỗi khi nhận dạng giọng nói nhỏ hơn hoặc bằng 6% khi có kết nối mạng và mất kết nối mạng là 15%. VV hỗ trợ hơn 100 tính năng về thông tin, tiện ích, giải trí, cũng như dịch vụ và điều khiển xe thông minh. Hệ thống điều hòa xe của VinFast VF E34 là loại tự động một vùng, có cửa gió riêng cho hàng ghế sau. Bên cạnh điều hòa, VinFast VF E34 còn có bơm nhiệt, tính năng kiểm soát chất lượng không khí, lọc không khí cabin bụi mịn PM2.5, tính năng làm tan xương, tan băng. VinFast VF E34 được trang bị động cơ điện công suất 110 kW, tương đương 150 mã lực, mô men xoắn cực đại 242 Nm, dẫn động cầu trước. Xe sử dụng pin lithium-ion có thể di chuyển được 300 km với mỗi lần sạc đầy. Ở chế độ sạc nhanh 15 phút, xe có thể di chuyển được quãng đường 180 km. Thay vì bán xe kèm pin, để tối ưu giá xe VinFast VF E34, hãng xe VinFast triển khai mô hình cho thuê pin. Theo tính toán từ nhà sản xuất, chi phí thuê pin và sạc điện hàng tháng chỉ tương đương với chi phí mua xăng. Cụ thể, ở VinFast VF E34, chi phí thuê pin sẽ khoảng 1,45 triệu đồng một tháng với quãng đường di chuyển tối đa là 1.400 km. Đây là mức di chuyển trung bình của ô tô ở Việt Nam. Nếu di chuyển cao hơn mức này, khách hàng sẽ phải trả thêm 998 đồng trên km. Khi khả năng tiếp nhận sạc của bộ pin dưới 70%, hãng xe sẽ đổi pin mới cho người dùng. Người dùng VinFast VF E34 có thể sạc pin cho xe tại nhà hoặc tại các trạm sạc của VinFast. Mục tiêu của VinFast là đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành hệ thống trạm sạc trên cả nước với hơn 40.000 cổng sạc ô tô. VinFast VF E34 được trang bị hàng loạt các tính năng hỗ trợ hiện đại như cảnh báo trạch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa, hỗ trợ đỗ phía trước, sau, camera 360 độ. Hệ thống an toàn của VinFast VF E34 cũng được trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết như 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp và cảm biến áp suất lốp. VinFast VF E34 được thiết kế hướng đến là một mẫu xe điện hiện đại và thông minh. VinFast VF E34 có khả năng cập nhật phần mềm từ xa, tự động chẩn đoán và cảnh báo các lỗi trên xe, nhắc lịch bảo dưỡng, lên kế hoạch hành trình, học, ghi nhớ thói quen sử dụng tính năng giải trí của mỗi người dùng, học, ghi nhớ thói quen sử dụng tính năng điều hòa nhiệt độ của mỗi người dùng. Đó là những điểm nổi bật trên chiếc xe ô tô điện đầu tiên của Việt Nam, VinFast VF E34 này. Chúng ta hãy cùng chờ đón những chiếc xe này chạy trên đường phố Việt Nam nhé. Hà Nội Car xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin ô tô sau.